便是那落日在每朝依然照耀，当天哭笑逐年逐秒完全忘记了，到现在没记忆还有寂寥，想起当初怎发生，想得亲切也陌生，过去了就像陪衬，在大时代前往事不再真，何时曾快快乐乐，那里也风风光光，这刹那亦要眼看远方，忘掉了，忘掉了，多少岁月流逝了，我却信我会再创新高潮，忘掉了，忘掉了，活在昨天太无聊，今朝不再看旧日荣耀。哎呀，哎，你又赢，得意系乜嘢吓？都赢捞耐，但系赢我运球俾台，无端端赢系晒。我哋都话你又赢吓，对头我哋又啫。bởi vì trong người cảm thấy buồn quá cho nên đi dạo thôi. Tối qua anh về nói là mệt đời người luôn. Khi không chạy ra ngoài đi suốt đêm, anh chúng ta hay sao? Nói rõ ràng đi nha. Nè, bộ anh hỏi công tôi hay sao hả? Tôi thích ra ngoài dạo suốt đêm đó, có được không? Không được. Mắc mớ gì anh chứ? Anh đâu có phải là ông già của tôi đâu. Tôi là anh gì ở đây? Anh thử làm lỗi với em Đình đi. Có tin tôi lột da của anh không? Anh nói cái gì vậy? Tôi nói sai hay sao? Hai anh làm cái gì vậy? Ở dưới cầu thang thì đã nghe hai người gây nhau rồi. Sao lên sớm quá vậy? Không, sáng nay em thu dọn các thứ đi dự thi mới thấy là bỏ quên cái máy tính. Chắc là để lại ở trên này nè. À, nói thiệt là để lại ở đây. Anh Bang à, anh đưa em đi đón xe nha. Anh đừng có không đi ngủ. Đừng tưởng đi chơi cái đêm là khỏi làm việc. Chịu quá ăn làm việc ngay đi. Đi đi. Anh Hải, anh cũng là người lớn rồi. Anh đừng có quản thúc ảnh như là ba của anh vậy nha. Anh biết suốt đời này em gái của anh cũng là nhờ nó thôi mà. Nếu có chuyện gì anh nói sao với em Đình đây chứ. Nè anh bạn à, hôm nay tôi không được vui nữa nha. Đừng giành xe cho tôi. Điên khùng. Tối nay được thôi anh. Ừ, cho xe chạy. Anh có điên hay không vậy? Bữa nay đã đập bể bao nhiêu cái chén dĩa rồi. Tiền lời không có đủ để bù lại nữa đâu. Nếu anh không có vui thì đừng có tới đây làm việc. Đừng có tới đây đập bể đồ của tôi. Sáng sớm nổi điên cái gì đây? Nó đập bể hết chén dĩa rồi đi kìa. Kệ của đi. Thu dọn đồ đạc. Anh mới nói cái gì đó? Lặp lại coi. Tôi đã nói là mặc kệ cô đó. Cái gì mà mặc kệ tôi? Bây giờ nó đập bể chén dĩa tôi nói có sai không? Người ta dòm cô kìa, im miệng đi. Sao? Bộ tôi nói sai hả? Anh nói thì được, còn tôi dạy là người làm không được sao? À, mà anh làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra. Đau quá mà. Ôi à, buông ra. Cô đừng có làm dữ nữa được không hả? Tôi dành hết chỗ rồi. Cái gì vậy? Nhà hàng này tôi cũng có phần mà. Tôi dạy là người làm cũng không được nữa sao? Bây giờ nó có lỗi mà. Người ta nhìn cô kìa, cô còn la hét. Anh nói gì? Anh la hét thì được à, cái chỗ này là của phần anh hết sao? Tôi cũng có phần gì chứ bộ. Cô la gì làm gì hả? Cô đánh cho cô đó nha. Đánh đi. Tôi có lỗi gì đâu mà ơi, nói. Làm ơn bỏ qua đi mà. Trời đất ơi, bỏ qua đi. Con người tôi rất là tỉ mỉ. Lời được bao nhiêu tôi sẽ chia cho cô. Cô không phải không có quyền nói chuyện mà. Nhưng mà cô la lớn như vậy đuổi khách đó đi sao? Lần sau cô nói chuyện làm ơn dịu dàng một chút, nhỏ tí một chút có được hay không vậy? Suy nghĩ một chút đi được không?
Anh nói đủ chưa? Cũng gần đủ rồi, nhớ kỹ nha. Các vị à, xin lỗi nha hả. Em định đã chịu nhiều cực khổ vì tôi. Tôi không muốn làm cho cậu buồn đâu. Tôi nói thiệt đó mà. Tôi xin thề nè. Không cần làm chuyện dư thừa. Anh tự lo liệu đi. Bánh à, gấp đồ ăn đi. Ăn nhiều rồi mà. Gấp đồ ăn đi. Nó rồi. Mỹ Lệ à, bà điện thoại tới nhà ăn kiếm con. Con không có đó. Điện thoại quán trà con cũng không có luôn. Con đi đâu vậy? Dạo phố không được à? Ngồi đàng hoàng đi. Mỹ Lệ à, lại đây ăn miếng cơm nha. Lại đây, lại đây. Anh có phải là anh Banh anh họ của em hay không? Anh Banh à, anh thiệt là con người của anh tròn giống như là trái banh vậy đó. Em Mỹ Lệ đó hả? Thiệt là người cũng như tên, đẹp quá. Thôi ăn cơm đi à, đừng nói chuyện nhiều nữa. Kêu à, hãy xúc cơm đi. Kêu à, nhanh lên. Mới ngày. Nè ăn đi anh. Cảm ơn em Lệ. Không biết thường ngày đánh đổi em Lệ có sở thích gì đi hả em Lệ? Em đó hả? Em thì không có gì. Em chỉ chơi tem, vẽ tranh nè, đàn áo hay là em thiêu bông vậy thôi. Em Lệ, em thì là quá dịu dàng. Dạ cảm ơn má. Ủa, các người no hết rồi à? Ăn no rồi. Đã xong rồi. Trưa lắm rồi mà. Chỉ có cháu chưa ăn thôi. Cháu ăn đi. Ăn với em Đệ nha. Ăn đi, ăn đi. Anh Banh ăn no chưa? Anh ăn no quá rồi. Ăn no rồi sao không đi? Cái gì? Em biểu anh đi ngay đi mà. Có đi không? Mua lại rửa chén hả? Nè. Bà, tối nay bà nghỉ đi. Anh ở lại rửa chén, nếu mà không xong thì không được về. Trời ơi, chết con rồi ông ơi. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ ít khi xấu tánh vậy lắm. Hôm nay chắc nó không được vui. Cháu Banh à, hôm khác cháu trở lại đi nha. Có giỏi thì trở lại. Vậy xin chào cậu. Xin chào Dương. Anh chào em Lệ. Đi đi. Ê da, Mỹ Lệ à, sao cháu lại như vậy hả? Tôi đã nói với các người nhiều lần rồi là biểu đừng có tìm bạn trai cho tôi mà. Tôi chỉ thích mấy người con trai nè, biết giặt đồ nè, nấu cơm nè, tài giỏi, có đại trí nè, có tu dưỡng, có nội hàm nữa. Những loại người như vậy đâu có phải là dễ tìm. Còn cái thằng heo mập hồi nãy đó hả, có được gì hay không chứ? Ngó cái gì? Đúng là đồ điên. Hey, con nhỏ này nó xấu tánh quá, làm sao mà lấy chồng đây? Shhh, ây da, mày còn nói xấu nữa, nó nghe được thì không có xong đâu. Vậy sao? Anh bây giờ đang nấu đồ ăn khuya đây. Thằng Hải nghĩ tôi nó đi học đêm đó. Thằng mất dịch đó không biết giở trò gì đây. Có lẽ là viện cớ để đi chơi hàng đêm đó. Hey, anh siêng năng như vậy anh đừng có đa nghi quá mà. Cái người bên trong đừng có nói điện thoại nhiều quá, tôi cần dùng điện thoại đó. Chỉ là vậy rồi. Nè, về cúp dây đi, đừng nói thêm nữa. Tối nay ôn bài đừng khuya quá nha. Để sáng mai không đủ tinh thần để thi cử nữa nha, biết chưa hả? Dạ được, bye bye. Được, bye bye. Alo. Cái thằng bún bò đã ra đi ngay bây giờ. Cô Mỹ Lệ đâu hả? Không ra. Alo, alo. Tống Ban. Nè, chuyện gì vậy? Phát điên hay sao hả? Chuyện gì vậy? Kiếm anh thanh toán. Nè, cô điên chưa vậy? Điên chưa vậy? Kêu cảnh sát bắt cô đó nha. Được, anh đi báo cảnh sát đi. Để cảnh sát tới đây coi anh đánh tôi đến cỡ nào đi nè. Coi như là tôi có lỗi thôi. Hôm nay không được vui, cho nên hơi mạnh tay một chút. Anh không vui tại sao không đi giết người đi? Vậy cần đi xử bắn hay không vậy? Hả? Tới đây. Làm gì? Bị bầm tím không có đẹp đâu mà. Để tôi làm cho. Đi đi. Nè, nè. Làm cái gì vậy? Ngồi xuống đi. Đưa tay ra. Không cần anh phải tốt bụng. Nè.
Ráng nhìn đau nha. Tôi hả? Từ ngày quen biết anh nó chưa bao giờ mà được tốt hết. Tôi đã lớn bao nhiêu đầy tuổi rồi, chưa có bao giờ mà bị người ta đánh đến nỗi mà trật khớp tay như vậy. Việc gì cũng có lần đầu tiên kia mà. Cho biết hả? Anh chưa có bị đàn bà đánh lần nào phải không? Việc gì cũng có lần đầu tiên. Được, bỏ qua đi, coi như là cô trả đũa rồi đó. Tôi thấy tay cô bị như vậy thôi, lần sau à không có đâu nha. Nè, anh bao nhiêu tuổi? 26. Còn cô? Mắc mới gì tới anh? Nhìn tướng cô ít nhất là 27-28 đó nha. Sao không nói luôn là 38? Thôi được rồi, trừ thuốc này công hiệu lắm, thôi một lần thôi là hết ngay liền đó. Đem xài đi, nếu rảnh rỗi thì lên đây chơi nha. Hả? Chào nha. Nè, trời ngoài đang mưa, anh có đem theo dù không? Không có. Còn áo mưa? Cũng không có. Anh có điên không vậy? Trời mưa cần gì mang dù chứ, đổi cái túi ni lông mà được rồi. Bộ anh tưởng tôi thô lỗ giống như là anh sao? Tôi là con gái mà. Mưa này không chết người đâu, muốn chờ thì chờ đi nha. Mắc cộng nói với cô quá. Mình mà giống 27-28 à? Nếu mà còn làm dữ thì giống 47-48 đó nha. Lại đây, ăn chút rồi đi. Nè, anh trang trí chỗ này cũng đẹp lắm đó chứ. Đừng nói nhiều nữa, thử tài nghệ của tôi đi. Chè đậu xanh à, mặn lắm đó nha. Chè đậu xanh mà nấu mặn à? Dĩ nhiên rồi, ngon lắm đó, thử đi. À, cũng ngon thiệt đó chứ. Ê da, lo gây lộn với cô quên thu áp quần rồi, tự nhiên nha. Hey, cô chán là xem tivi đi, nhìn tôi làm cái gì? Nè 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 nè. Cái gì? Coi cái gì? Hả? Lại hư rồi à? Hay là vậy mà, là máy cũ đó, chờ một chút đi. Hey, xong xuôi, nhanh tay chưa? Từ từ coi nha. Cô à, có phải cô thích cây này không? À, cái caro này cũng đẹp lắm. Nhưng mà cho đàn ông dù caro thì kỳ quá. Cây này tốt chứ, cây này là của nước Anh đó mà. Vậy sao? À, nó cầm giống như cây baton, coi cũng đẹp lắm đó chứ. À, nhưng mà nó dài như vậy, thằng bún bò nó đâu có chịu cầm. À, dù xếp nó cũng tốt chứ. Có gì mở không vậy cô? Dễ lắm. Nếu dài mà không chịu lấy thì ngắn nó cũng đâu có chịu. Cô có bán áo mưa không? Có, bên kia kìa. Cái này là vừa rồi đây nè. Ý, thấy cái này là phải chịu ngay. Cô hay mua cái nào? Tôi thấy cái này tốt chứ. Vậy lấy màu nào? Cô cứ gói mỗi cái một màu cho tôi đi. Còn nữa, mấy cái dù kia tôi cũng mua hết. Diệu Tường. Ông ngoại. Ờ. À, ông ngoại đánh cờ hả? Nè, à, ông ngoại coi thử coi con mua đồ này nè. Về đẹp lắm đó. Coi thử coi, cái này đẹp à? Không? Hả? Cái dù nữa. Không được khỏe thì ở nhà nghỉ một chút đi. Còn ra phố mua áo mưa mua dù làm gì chứ? Nội đừng có nói nữa, con hỏi hai người có đẹp không? Đẹp. Người đó nói là cái dù này rắn chắc lắm á, dù mà có gió bão không có sợ. Con thật là hiếu thảo, tặng cho ba và ông hả? Gì mà có. Không phải tặng cho ông mà sao lại dù đàn ông áo mưa đàn ông lại mua cả đống vậy hả? Mai mốt rồi các người sẽ biết. Mai mốt rồi biết à? Bên ngoài không có giọt mưa nào hết, im lặng như là tờ vậy đó. Đài khí tượng còn nói là sẽ có gió bão cấp số 8 nữa. Theo em thấy làm gì mà có. Lần này chắc em chết rồi. Nè, sao em kỳ vậy? Ôn bài không hết thì gái trời bảo khỏi đi thi à. Em nghĩ như vậy không tập trung để mà ôn bài đâu nha. Nè, theo anh thấy thì hãy tập trung lại, đi ôn bài
ông hết xong xuôi rồi thi đậu một lần đi, có được không vậy? Mắc dịch, sao khiêu quá vậy? Đã nói đi học đêm mà. À không, thì thằng Hải mắc dịch thôi. Nè, em thấy anh Hải anh đâu có gì đâu, anh đừng có đa nghi quá nha. Thôi được rồi, em phải tranh thủ thời gian để ôn bài nữa. Chào anh nha. Ừ, bye bye. Bây giờ là tin gió bão. Gió bão số 8 đã treo cao. Theo tin của đài khí tượng cho biết, gió bão nếu mà cứ theo chiều hướng bây giờ, tối nay chắc chắn sẽ lên cao hơn nữa. Tin gió bão. Lại bị con nhỏ đoán trúng rồi. Nè, thức dậy đi về nhà ăn đi. À, dòng bão cấp 8 mà, về làm cái gì chứ? Bây giờ số 3 mà thôi. À, số 3 nghĩa là số 8 đó. Bây giờ chưa có treo mà, người ta sẽ tối ăn sáng mà, mình phải làm ăn chứ. Tôi nhức đầu quá à, anh về trước đi, tôi về ngay. Có thiệt mới nói nha. Nhìn cái gì? Trưa rồi không thức dậy nữa chắc là không xong rồi. Mày thiệt là điên mà. Ê ba coi đi. Mỹ Lệ à, cho thấy chỗ nào không khỏe hả? À, Mỹ Lệ à, ây da à, trời ơi sao nóng quá vậy? À, kêu à, kêu bác sĩ đến mau đi. Mỹ Lệ bị bệnh rồi. Trời ơi các người đừng có ồn mà. Mỹ Lệ con thấy sao hả? À, đúng rồi. Con chỉ có muốn ngủ tiếp thôi. Hai người đừng có quấy rầy con nữa có được hay không? Được à, không quấy rầy cháu nữa đâu. Cháu cứ nằm yên nghỉ đi hả? À, đã kiếm bác sĩ coi bệnh cho cháu rồi. Ông kiếm bác sĩ tới đi coi bệnh của ông hả? Ông cũng biết là cháu đâu có thích bác sĩ đâu. Phải làm gì vậy? Trời, đã 11 giờ rồi. Sao ông đánh thức cháu vậy để cháu đi nhà hàng hả? Về nhà hàng làm chi chứ? Đã treo vô bão số 8 đó. Bên ngoài trời mưa tầm tã đó. Ê, ngoài trời có mưa kìa. Chết rồi, mưa bão gì mà lớn quá vậy nè. Đã nói vô bão số 8 đó mà. Còn cẩn thận nha. Đừng đi. Đi gì đi cái đầu ông đó. Alo, Tống Bang đó hả? Anh đang ở nhà hàng à? Bây giờ vô bão số 8 đó, coi thử anh làm thế nào. Có sao đâu, thì tôi mình đi lại thử đồ ăn. Anh đừng có thử tùm lum rồi làm dơ nhà bếp của tôi đó nha. Không được đâu, chắc là tôi phải tới nhà hàng để coi chừng anh mới được. Làm ơn nghỉ chút đi, lát lại đổ thừa tôi, làm cô bị bệnh. Anh còn nói nữa đó hả? Lần trước nếu không phải là anh đó, trời mưa tầm tã đưa cái bao ni lông cho tôi rồi đẩy tôi ra ngoài phố thì tôi đâu có bệnh đến bây giờ, còn nói. Thôi được, sợ cô luôn rồi. Tôi thường tiểu men cho cô nha, hả? Alo. Cái đồ mắc dịch. Để con làm cái gì vậy? Con gà điên này thiệt là xông lên à. Anh Ban. Em lên. Sao lên đây vậy? Dạ không, em điện thoại tới nhà của anh Hải nói là anh đã tới đây để làm đồ ăn rồi, nên em tới thăm anh đó. Sao anh ở đây một mình buồn? Thăm anh à? Lần sau có may mắn vậy đâu, gặp cho bạn khỏi đi thi à. Sao không về ôn bài đi? À, em có mang sách vở theo thì tới đây ôn bài cũng được mà. Kiều à. Mỹ Lệ à, sao cháu như không được yên vậy? Có phải bị sốc lắm không hả? Đã sắc thuốc rồi nè, uống đi, uống vào sẽ giảm đó mà. Có cái gì đâu mà giảm sốt, ông nội tự uống đi. Giảm sốt có lợi ích gì, không được yên thì là không được yên chứ cái gì. Hả? Tại sao vậy? Không biết cái cháu gái này làm cái gì nữa. Sách dù đi đâu vậy hả? Tại sao? Nè, Mỹ Lệ à, còn bệnh mà đi đâu như vậy á? Thôi hai người đừng có làm phiền con nữa mà. Bây giờ ông trời cũng giúp con được, đừng có làm mất cơ hội của con. Ê, cơ hội gì đó gì hả? Hai người làm cho con tức chết đi nè. Ngu quá đi, bụng muốn con bị ế chồng hay sao hả? Cái gì? Mày có nghe Mỹ Lệ nói gì không? Bị ế chồng đó.
có dù dài, có dù xếp, có luôn cả áo mưa nữa đây nè. Anh cứ lựa đi. Còn nếu như anh thích thì anh có thể lấy hết. Sẵn dịp tôi chỉ mua cho anh vậy thôi mà. Canh xương bò đó mai này sẽ là món ăn chiêu bài của tiệm này đó nha. Thiệt? Ừ. Chà, thơm quá. Em chưa từng thấy nhà hàng nào mà có canh ngon như vậy đó. Thử đi. Ừ. Để em thử coi. Ê chà. Anh Ba à, có chuyện gì vậy? Sao kỳ cục quá vậy? Tại sao lại bị như vậy? Có lẽ gió lớn làm đứt dây điện. Tạm thời không sao đâu. Không có gì đâu. Đừng sợ nha. Ngon không vậy? Ừ. Dưới ánh đèn cày ăn cành tình tử lắm chứ. Phải rồi, phải rồi. Em hết ôn bài, còn anh thì hết làm đồ ăn. Thiệt là tình quá ha. Đèn cày thì chơi xong rồi. Ai, có thứ này cho vui lắm. Anh là dở trò gì đây? Lại đây, lại đây. Ý, cô Lệ à, chỗ này bị cúp điện hết thang máy rồi. Cô về đây để làm gì vậy? Vậy tôi đi cầu thang. Ông có đèn pin không? Dạ có. Nè. Cảm ơn nhiều. Không có chi. Nè, chơi được rồi. Có được không đây? Được, dễ lắm thôi. Để xuống kéo lên, đừng thôi mạnh quá. Biết chưa hả? Để em thử coi. Ấy, khá lắm chứ. Nè, quay nè, quay đây nè. Cha đẹp quá hả? Cha đẹp quá. Nè, cái này thổi có được không? Không được. Mình thổi trong nhất định được mà. Thiệt à? Thổi chung nha. Thank you.
người tới thăm cháu đó. Mỹ Lệ, cháu coi nè. Em Lệ. Bành Mập đó, nó nói ghé ngang qua nhà mình luôn tiện giờ thăm cháu à. Nó ở 5 phút sẽ đi mà. Em Lệ, em thấy sao hả? Kêu à, nó cánh sao rồi hả? Được rồi. Ăn canh hơn uống thuốc đó, ít ra nó ngon hơn mà. Má có nấu canh cải trắng. Má nói là tốt với bệnh viêm phổi của em lắm. Em Lệ, anh biết em ghét người ta đến quấy rầy em, nhưng mà em đừng có lo, anh sẽ đi ngay mà. Với lại canh này hợp với em lắm, còn nóng ăn đi. Ăn từ từ nha. Ban đêm thì là đẹp quá. Cũng đẹp lắm. Suốt hát tối nay cũng hay chứ? Thì coi cũng được. Anh biết anh ngu lắm, không biết ý bạn gái. Thật ra khi xưa anh có yêu một cô gái, ai dè lúc anh tỏ tình với cổ mới nói là cổ có gì hôn phu rồi. Anh ngu quá hả? Đâu có ngu, chỉ tỏ lòng thôi, đâu có gì gọi là ngu. Lúc xưa em cũng có người bạn trai, không thể nào gọi là bạn trai được vì người ta có bạn gái rồi. Còn em thì sao? Chỉ có làm sao đâu, thì mặc kệ chứ. Em đâu phải loại người đi giành khép của người ta. Em thật sự không có ngu như vậy đâu. Nếu mà có người nào chết trước mặt của em, em cũng không có cần biết. Sao lại nhẹ quá vậy cô hai? Đúng vậy, mà cũng đẹp lắm chứ. Không có bên đâu. Bên cái gì chứ, tôi có bị anh bên tôi đâu. Xuống đi. Nghe tôi luôn, anh kia có gì mà cười chứ. Dám nghe lén người ta nói chuyện à? Cô hai à, tôi cười chứ con đâu có sao chứ. Trời cười mà. Đâu phải cho cậu cũng đẹp quá hả? Nếu mà cậu cười còn đẹp hơn nữa đó. Xuống trời ơi. Trời ơi, chọn ai hả? Nói đi mà. Chẳng cho anh đi lấy thằng đồ luôn anh. Anh làm cái gì? Buông ra. Bỏ đi mà. Trời ơi, anh không lại nói đâu. Mình làm gì vậy? Trời ơi, buông ra mà. Giữ quá vậy. Buông ra đi. Đánh không lại nữa đâu. Mày chắc mà. Trời ơi, buông ra. Thôi, đừng lại đi mà. Đi báo cho cảnh sát. Báo cảnh sát à. Báo cảnh sát đó. Buông ra. Đừng có đánh tôi mà. Tôi không báo cảnh sát đâu á. Không báo cảnh sát đâu. Đúng lại. Cái thằng heo mập này sao mày nhát gan quá vậy hả? Cho mày chết nha. Cho mày chết nha, mày dám đánh tao hả? Nè. Bà Trần, coi bà chạy đến đâu mới được hả? Cái con gà đi này, mày muốn làm đàn ông hả? Bà Trần à, không ai thích lấy bà đâu. Ý chà, thiệt là đi. Kiếm nó được, bộ chỉ có mình nó mới biết giữ thê thấp sao? Ây da, đau quá. Cánh tay của tôi sao mà đau quá. Nè, lại lời nhiều rồi. Không bao lâu nữa mình đủ tiền để mở thêm tiệm chi nhánh rồi đó nha ha. Hai à?
mình thuê luôn ở tầng dưới để làm nhà hả? Hải, dạo này anh làm gì vậy? Tâm thần hoảng hốt. Không có gì. Nè, để tôi nghe. Alo, chờ chút nha. Kiếm anh đó. Alo, là cô à? Sao hả? Cái gì? Bây giờ cô ở đâu? Cô là con gái mà, sao đánh lộn với đám lưu manh kìa? Đánh giỏi lắm sao chứ hả? Nhưng mà anh thích giúp thì cứ giúp, còn không giúp thì đi đi. Bộ em tưởng tôi muốn kiếm anh lắm sao? Tôi tới nhà thương được một mình mà. Nè nè nè, ê, đừng cười quậy mà, ngồi xuống đi để coi làm sao. Đau không vậy? Trà khớp xương thôi, không có sao đâu. Ây da, nhìn đau chút đi. Ây da, nè, xong rồi đó, hết rồi. Hết rồi. Sao hả? Đau lắm hả? Đau dữ vậy sao? Có phải là chưa ngay à? Coi thử coi. Đâu có sao. Không có gì hết. Nè nè, chuyện gì mà khóc vậy? Nói ra nghe coi. Hả? Cô coi kìa, khóc lóc như vậy có lợi gì chứ? Chỉ khiến họ khó chịu mà thôi. Có gì không vui thì nói ra đi. Bạn bè với nhau mà, tôi giúp được cô. Anh tránh ra đi. Anh giỏi lắm hả? Không cần anh phải tội nghiệp tôi. Ồ, thiệt là bà chằng ha. Đáng đời tụi lưu manh đánh cô. Tụi muốn đánh cô luôn đây nè. Đánh đi, đánh chết tôi đi. Bộ tưởng là tôi không biết sao? Lâu nay anh thấy tôi là chướng mắt mà, tôi đâu có bằng cô Mỹ Linh của anh đâu. Bây giờ anh đánh đi, đánh đi. Một cú không đủ thì đánh 10 cú cho rồi. Đánh đi. Hey, đáng đời mà, đáng đời mà. Tưởng hết trạc cấp xuân là xong chuyện à? Đùng một chút ra tay đánh người ngay. Nè, có lộn hay không vậy? Vậy mà bỏ đi sao? Đêm khuya vậy biểu tôi ra cứu mạng cô mà chưa nói cảm ơn chút nào cả. Ai, tôi nghe người ta nói cô có bạn trai rồi, tưởng là cô đổi tánh chứ. Ai dè còn hơn xưa nữa. Nếu cô tiếp tục như vậy thì không có đàn ông nào dám lại gần đâu. Họ chạy mất tiêu đó. Phải rồi, thấy đàn ông mà gặp tôi là sợ, gặp tôi là phải bỏ chạy. Đàn ông các người ngon lắm hả? Đi chơi với bạn gái thì bạn gái bị người ta ghẹo, bị người ta đánh, chưa chị đã bỏ chạy mất, cũng nói chị đến báo cảnh sát. Thà là tôi không có chồng, tôi ở độc thân một mình đi, còn hơn là lấy loại người này. Nè 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 nè, đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi ha. Tôi không cần anh phải đưa. Anh cứ nói là tôi dữ dằn, bộ bây giờ tôi dữ lắm sao? Khi chào đời tôi đã mồ côi mẹ, tôi không có cha sinh, không có mẹ dạy mà. Rồi sao? Bộ anh không nghĩ hả? Cả nhà của tôi đều vô dụng, mỗi người chỉ được cái miệng một người, không có chủ kiến. 14 tuổi tôi phải ra ngoài coi tiệm. Nếu không có tôi, quán trà đã phải dẹp, họ đã hết cơm ăn rồi. Bây giờ êm ấm, sinh hoạt đã được ổn định thì nói là tôi làm dữ, nói tôi choáng chỗ. Thấy có đàn ông là biểu tôi phải lấy người đó. Người ta chê cô dữ lắm. Nói thiệt nha, cô có dữ hay không vậy hả? Tôi không dữ làm sao được. Có nhiều người làm, nếu mà tôi không dữ thì ai chịu nghe lời tôi? Còn đám em nữa, tôi không làm dữ thì làm sao mà quản thúc nó? Suốt cả cuộc đời tôi bỏ hết thì giờ vào gia đình và quán trà. Tôi phải xả thân vào làm bất cứ chuyện gì. Sẵn bây giờ tôi đang ế chồng mà, lại không có bạn bè nữa. Nè, đi đi, tôi không cần anh đưa tôi nữa. Không ngờ cô làm dữ như vậy đó ha. Chiều nhỏ như vậy mà cũng khóc sướt mướt sao? Vậy mà kêu thê thảm à? Thê thảm hơn cô gấp 1000 lần. Nhưng mà cô chưa thấy mà thôi. Thê thảm cũng chưa bị xử bắn mà. Hey, tôi không phải chọc cô đâu. Tôi thiệt bị xử bắn rồi. Phải, đã lên thiên đàng xuống dưới địa ngục rồi mà.
Nếu con sợ khó coi thì cho con coi nè ha. Những cái gì? Chứ ai biểu cô coi tôi như là con thú lạ vậy? Tôi bị thiệt thòi đâu. Ngó lại cô. Ngó thì ngó chứ. Biết đâu người ngồi bên cạnh tôi không phải là con người mà là máy móc thì sao? À, phải phải ha. Người thứ giác vô địch mà. Nếu con bị trúng hai phát mà không chết được. Nè, ngừng xe đi, tới rồi. Tới rồi nè, chỗ này nè. Ây da. Nè anh bạn à, tôi bị sự bắn qua đó, anh tin hay không? Thôi đừng có hù người ta nữa mà, trả tiền đi. Này đừng thu lại. Đi ra. Phải rồi, giả con cọp làm gì vậy? Cô già vui hơn mà. Anh đừng có ý mà làm tới đó nghe chưa, tôi tát anh bây giờ. Tát tôi? Cô chồng gãy tay luôn đó à. Anh còn nói nữa hả? Mỹ Lệ này xưa nay tứ chi vậy an toàn, chỉ có vì anh thôi mà làm tôi trật khớp xương, bây giờ tôi có bị trật hoài nè. Nè, tại cô lên nhà của tôi thôi. Sao? Để cô biết có người giữ, mai mốt đừng có một chút đánh người ta. Nếu không mai mốt trật khớp xương, tôi không chữa cho cô đâu nha ha. Tin tôi dám đánh anh à? Ngon lắm, thôi mất công nói chuyện với thằng bún bò này. Nè. Hey, nói chơi với cô thôi mà. Xin lỗi nha. Nhiều lúc gây gỗ với cô à, cũng thấy đã lắm chưa. Cho nên mới nói con người của anh nhiều chuyện, thích bị người ta rầy, bị người ta đánh. Không phải ai nãy cũng gây gỗ với tôi mà tôi thích đâu. Ai qua đối thủ là ai mới đúng chứ, có hạt ra hay không đó mà. Cũng như mấy hôm trước vậy, nhăn mặt nhăn mày, chán quá đi thôi. Hay và thiệt là. Vậy được rồi, tôi nhất định sẽ giúp cho anh. Chuẩn bị gây gỗ với tôi đi, về nhà uống xong mà ông cho nó mát cổ. Cô à, nghỉ cho khỏe trước đi. Viện uống rất thiệt ngon lành. Xin chào. Thằng mất dịch, thừa lúc mình đi vắng là ra chơi à? Chỉ có 2 tiếng thôi mà cũng đi chơi hay sao? Có đi đâu chứ, đi đáy thôi. Thiệt không vậy? Mặc áo thun gì sao đi được chứ. Anh cũng đã thấy rồi mà, dạo này có bao giờ mà tôi đi đêm đâu chứ hả? Phải cũng vậy, không cũng vậy. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sắp bị bệnh thần kinh rồi đó. Phải rồi, lần này coi như là tôi có lỗi đi. Xin lỗi anh nha. Tắt đèn đi, buồn ngủ quá. Đứa nào quỷ quái cả. Mỹ Lệ còn tốt hơn anh nhiều. Ít ra cô cũng chịu nói tâm sự ra chứ. Vậy là quấy rầy cả đêm. Anh tìm ai vậy? Anh bạn à, tôi kiếm cô Tử Sang ở nhà bác 6A đó. Tôi đến đây mấy lần rồi, bộ anh không nhớ tôi hay sao hả? Cái cô đó hả, đã dẫn không biết là bao nhiêu đàn ông đến đây rồi. Tôi không có nhận mặt hết đâu. Vậy hôm nay cô có ở nhà không? Đã đi Âu Châu rồi, đi lâu lắm mới về, không có cho anh biết hay sao? Đi châu Âu? Anh có biết cô đi châu Âu làm gì không hả? Chừng nào mới về? Tôi đâu có biết nhiều như vậy. Cảm ơn. Đi châu Âu. Lần này làm giàu rồi đó nha hả? Sang luôn lầu dưới luôn, phải lời gấp đôi. Đừng có tham lam quá nghe chưa. Làm gì mà có nhiều khách như vậy không có thực tế. Ê, đánh cá đi. Tôi không có cờ bạc. Sợ thua hả? Bộ tưởng chỗ này có mình tôi có phần thôi sao? Anh cũng có phần nữa mà. Chị Sáu, chị Tư của anh cũng đều có phần nữa đó. Anh ráng mà thuyết phục được họ thì mới nói. Chị có cô mới lăng nhăng nhiều chuyện như vậy thôi đó chứ. Nè, bộ chén gì đó chọc tức anh đó hả? Sợ ý thôi mà. Tôi thấy anh đi từ đằng kia tới chỗ này rồi mà anh còn nói là anh sơ ý nữa à. Nè, nín đi. Giống như mấy bà bán cá vậy. Anh thất tình hả? Điên rồi sao, anh có vợ rồi mà. Em gái của tôi ở Trung Quốc đó. Hãy đi làm việc đi hả? Ủa, đang học rồi à? Dạ phải, em ăn cơm chưa? Đã ăn rồi. Anh Bán lên à?
anh không rảnh tiếp em, anh tính sổ nha. Vậy nha, em đi dạo phố với chị em đi, được không? Không chịu. Cô chán lắm, đi chơi với cô một chút đi. Này nè, gái điên à, em gái của cô đòi mua quần áo nè, giao cho cô nè. Ờ, được rồi, tụi mình đi chung. Nè, bên này nó không có đẹp đâu, đi qua bên này. Bên này nó có nhiều đồ đẹp lắm nè, lần trước chị đã coi rồi mà không có thì giờ đi mua đó. Nè em coi thử coi, cái jeep này nó cũng giống của chị, khi mình đi nó cũng đưa qua đưa lại, thế cũng đẹp lắm ha em hả? Đánh lộn nó cũng còn được nữa mà. Cô Hai à, gói giùm cho tôi cái món này đi. Chị Hai à, em không lấy đâu. Sao mà không lấy chứ, nó không đẹp hả? Bộ em sợ mắt à, để chị tặng cho em. Nè cô Hai à, có cái jeep màu đỏ hay không gói luôn cho tôi đi. Chị Hai à, em không cần nhiều gì đâu. Thì màu đỏ đi cho chị mặc mà, mình là chị em với nhau thì mặc chung ra ngoài phố đưa qua đưa lại cũng đẹp lắm. Làm gì mà ngó chị vậy? Vừa rồi biểu em gọi mà em không có chịu gọi. Em mập lắm đó. Mập hả? Sao không thấy chị mập? Chị tiêu hao thể sức nhiều mà. À, em biết vậy là được rồi đó. Cả đám người trong nhà không có ai nên thân hết. Chị mua rồi thì dùng đi, cứ đem ra quay hoài hả? Không phải, chị thấy cái màu hình như nó hơi đậm quá. Đâu có phải, đẹp lắm mà. Em mà biết cái gì chứ. À, hay là như vậy đi, chị về nhà chị sẽ dạy em trang điểm. Không cần đâu. Sao mà lại không cần chứ, thì bây giờ em cũng đang đi làm mà phải không? Chị đi ra ngoài gặp người trang điểm thì nó đẹp hơn một chút chứ có gì. Còn nữa, nếu mai mốt em không vào được đại học thì sớm muộn gì em cũng phải ra làm việc. Không lẽ cứ giống như bây giờ ra làm việc kiểu này à? Sao đó, chị nói sai à? Em biết lần này em đã liều mạng lắm rồi, thi không đậu thì không học nữa. Em sẽ ra ngoài làm việc, em không báo hại cả nhà đâu. Nè Linh à, em nói cái gì vậy? Em làm ơn hãy nghĩ lại đi, em đi làm bấy lâu nay có đem cái đồng nào về nhà hay không chứ? Một mình xài hết trơn à. Ở nhà đâu có ai có thể coi trọng mấy ngàn bạc của em. Huống chi chị không có thể nào học hành. Nếu như mà em học được thì không lẽ chị không cho em đi học chứ? Làm gì mà ngó sững chị vậy? Cảm ơn chị Hai. Này, em gọi điện thích không vậy? Tăng 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 tăng. Chuyện gì mà nhăn mặt vậy? Thi vào đại học cũng không vui hay sao? Ông ngoại nói là chị Hai không có được vào đại học, cho nên không cho em đi học nữa. Ông không chịu nuôi em ăn học. Chị của em nói sao? Em chưa có đi gặp chị. Hơn nữa lúc xưa chị cũng nói là không có cho em đi học đó mà. Đâu có biết là chị có chịu giúp hay không. Em đừng lo, nhà của em không nuôi em ăn học thì anh nuôi em cho. Anh điên sao? Có gì điên chứ, anh có tiền mà. Mai mốt mở luôn cái lầu ở dưới nữa, càng giàu hơn đó. Không cần sợ, anh nhiều tiền lắm mà, xài không hết đâu. Nhưng mà không phải một chút đâu, nhiều lắm đó. Vậy càng tốt, nuôi vợ ăn học, để cho bà xã được thông minh, chỉ có lợi cho anh thôi. Anh còn chê nữa. Không phải là chê đâu, đi thôi anh đi. Đi đâu vậy? Chị anh. Mua quần áo mới mà, mua vớ mới nữa. Đi đi. Con đã có hứa với nó rồi mà hai người cứ cằn nhằn làm cái gì? Mỹ Lệ à, cháu cũng chưa vô đại học mà, cháu vẫn tài giỏi như vậy thôi. Cũng tại vì con kém tài không thi đậu được cho nên mới không học đó thôi. Chứ mắc mớ gì tới con Linh, đừng có kéo nó xuống dưới bùn nữa. Ai mà kéo nó xuống bùn chứ. Đứa con gái của chú Tư ở nhà bếp đã vào đại học rồi, được bộ lý luận mời trở về. Về tới nhà ra vẻ ta đây, thiệt không coi ai ra cái gì hết. Con gái của người ta thì kệ người ta chứ. Ba không có biết dạy con thì đứa con dạy giùm cho ba. Ba coi mấy giờ rồi đây nè, đi đêm tới tối như vậy mà chưa có về. Nhờ ba dạy con là chết rồi. Khuya vậy mà chưa ngủ à? Khuya vậy mới về sao? Bây giờ mới về em cũng biết là khuya nữa hay sao chứ. Đàn bà con gái mà đi đêm như vậy có hay ho gì đâu. Em đi ăn cơm với anh Bằng thôi. Ăn cơm? Tới đây đang bàn về việc đại học của em đây nè. Không cần nói nữa, anh Bằng nói là nuôi em ăn học. Thằng Bằng nuôi em ăn học à? Em không xài tiền của nhà đâu. Đứng lại. Người họ Nhậm của nhà này không có xài tiền của người ta. Truyền ra ngoài để cho người ta chê cười à? Một người thì làm ông nội, còn một người thì làm cha, còn có mặt mũi gì nữa? Đúng rồi,
con của mình đi học tại sao lại bắt người ta đưa tiền hả? Các người không chịu thì thôi, họ nuôi con ăn học không được sao? Tí lìa hả? Chừng nào tới phiên con lại tiếng hả? Tại sao bắt người ta nuôi ăn học chứ? Không lẽ cháu lên đại học ông nội nuôi không nổi hay sao? Đúng rồi, bộ ông nội nuôi không nổi hay sao? Cảm ơn ông nội đi chứ. Cảm ơn ông nội. Em thấy có đẹp không? À, chị ba đẹp quá à. Đẹp quá. Em thử coi. Có đẹp không? Đẹp lắm. À, đẹp lắm. Con không chịu đi ngủ nữa hả? Em đi tắm trước nha. Em đó nha, em giỏi lắm đó ha. Chị đã hứa là sẽ nuôi em ăn học mà. Tại sao lại bị anh Bang đóng tiền cho em? Không phải đâu, anh Bang tự nói thôi mà. Nếu mà biết như vậy chị đâu cần phải gây gỗ với ông nội làm cái gì. Xin lỗi nha. Nếu mai này em ráng học hành là coi như đền đáp cho chị rồi. Nhất định. Cảm ơn chị hai. Em đưa cái này cho chị hai coi nè. Cái sách này là của anh Bang mua cho em đó. Anh đã mua sắm rất là nhiều đồ cho em. Có nhiều lúc anh thiệt là khờ quá. Anh vừa nghe được không có ai nuôi cho em ăn học thì đã đòi đóng tiền cho em học rồi, và đã mua một cặp táp đẹp cho em đi học nữa. Nhưng mà em thấy uổng quá đi. Hay là để sau này đi làm rồi mới dùng nha. Không được, đã mua cho em đi học rồi thì em cứ đem đi học đi chứ. Và nếu người ta đã tốt với em như vậy thì em phải tốt lại với người ta nghe chưa? Dĩ nhiên rồi.从未开口过问，其实我在你心中是谁人？啊、就算可共你相亲。